Sau đây là phần cảnh báo khẩn cấp cho Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Các người mau mắn trao trả quyền lãnh đạo đất nước do chính ta, Minh Vương Việt Nam, Y Sư Thánh Gióng, làm việc cùng đồng bào gấp. Nếu chúng người chậm trễ, thì các người lần lượt sẽ bị tiêu diệt bởi quyền năng của Cha Trời Thượng Đế Toàn Năng và bởi quyền năng của hàng triệu triệu anh hùng chiến sĩ trận vong sẽ tiêu diệt các ngươi. Và đây là khuôn mặt anh hùng chiến sĩ trận vong đã hiện ra tại nơi đây trên nền trời. Và các ngươi đã biết sự việc này bởi vì ta đã thông báo rầm rộ trên Internet. Đây là hình trắng đen và đây là hình màu gốc chụp như thế nào, in ra như thế. Đồng thời đây là đầu rồng vĩ đại phun lửa để sẵn sàng tiêu diệt các ngươi. Vì thế các ngươi mau mắn nghe lời ta dạy bảo. Đứa nào chậm trễ, cố chấp kiêu ngạo, không nghe lời ta hướng dẫn thì sau này, sau khi chết, linh hồn của các ngươi sẽ bị nhốt chung với thằng quỷ sa tăng, râu xanh ác hồn Hồ Chí Minh Nguyễn Tất Thành. Và linh hồn các ngươi sẽ bị lửa nóng nhiều ngàn độ thiêu đốt nhiều ngàn năm, cùng lúc các ngươi sẽ bị thằng quỷ râu xanh Hồ Chí Minh hãm hiếp đánh đập hàng ngày vô cùng kinh hoàng khủng khiếp và khốc liệt. Nhớ như gì ta cảnh báo ngày hôm nay vô cùng quan trọng.